Hello cả nhà, chào cả nhà. Mình là Andy nè cả nhà ơi. Bữa nay mình bị cảm cả nhà ơi, mình ghé vô cái quán Golden Deli ở đây là thành phố là Temple City. Dạ mình chưa ăn qua ở đây cả nhà ơi. Thì mình bị cảm chút cẩn hôm qua tới giờ rồi. Thì mình ghé vô đây ăn chắc ăn hủ tiếu hay là ăn bánh canh á để cho nó chảy mồ hôi để cho nó ngày mai đi làm cả nhà ơi. Nếu mà ngày mai mình khỏe mình đi làm ở đây cái thành phố là ở Nam Cali đó cả nhà, thì ở đây là Temple City, thì mình chưa ăn qua cái quán này. Mình chắc nó có ba cái quán lận cả nhà, ba cái nhà hàng, thì cái quán này mình chưa ăn. Thì mình bữa nay mình đang cảm thì mình ghé vô ăn canh nó nóng một chút để mình khỏe một chút để mai đi làm. Thì hay cả nhà ăn chung với mình nha. Thì đó mới tắm ra cả nhà. Ok bây giờ chia sẻ cho cả nhà đằng trong với ở ngoài nha. Cả nhà enjoy cái video cả nhà. Nè cả nhà ơi, cái quán này nó kêu bằng Golden Deli, ở đây mở nó nói mở lâu rồi mà mình chưa biết, bây giờ đang xếp hàng ở cả nhà. Ở đây là cái con đường này á, là nó nằm ở trên đường Las Tunas á. Thì ở đây là thành phố Las Tunas luôn. Ở đây rất là mắc tiền với sang trọng cả nhà. Thì mình ăn thử bữa nay ha. Vì đang chờ người đó cả nhà. Ăn chung với mình nha cả nhà ơi. Ở đây là Las Tunas là Nam Cali nè cả nhà. Đó. Mình đang xếp hàng đó cả nhà. Thì cả nhà ơi, đây là đằng trước nè, đang khách đó đang đang chờ nè cả nhà. Đó, ở đây là đằng trước cái nhà hàng nè. Rất là đông nha. Đó, cả nhà thấy không? Có tiếng Việt nha. Chào em ơi. Ở đây là ngon nhất là hủ tiếu ấy, em ạ. Hủ tiếu mà có bánh bánh bún bánh bánh dầu nước ly không phải không, nó trong trong không phải không, đúng rồi. Thì không lấy tôm, lấy cua được không em? Cua lấy gì nữa? Cua thì lấy xá xíu với cua đi em, để anh mang tôm. Dạ, lấy bánh dài nha. Nước làm rất là cả nóng để anh chiếu cho cô em đeo mình nha. Cho bà cảnh nha. Vậy thôi ạ. Hello cả nhà ơi, mình tới cái quán này là quán thứ ba nha cả nhà. Cái này cũng lâu lắm rồi, Golden Deli á, là có ba tiệm đó. Tiệm này cũng mở lâu rồi mà hồi giờ mình chưa tới đây. Tiệm này ở đây thì chỉ là 9664 là Tunis Drive, Temple City, Cali, 91780, và cái điện thoại đây là 626 285 2899. Rồi cái menu của Golden Deli nè cả nhà ơi. Đó, đây là phở hủ tiếu là rất là nổi tiếng lâu rồi cả nhà. Hủ tiếu là một món á là 14 đồng, hai món á là 15 đồng, ba món là 16 đồng. Thì nó có tôm, nó có thịt với có cua. Thì mình không có ăn tôm, thì mình ăn chá xíu với cua. Thì hai món á là 15 đô, 15 đồng. Thì phở ở đây cũng vậy thôi. Đó. Ở đây phở rất là ngon với bún chả giò rất là ngon cả nhà. Cái quán này cũng nghe nói cũng lâu lắm rồi đó cả nhà. Đó. Rồi ở đây là bún riêu. Bún riêu với bún bò Huế nè cả nhà. Ở đây Golden Deli món ăn cũng ngon lắm á. Ở trên Google là 4.5 nha cả nhà. Ngôi sao nha, ở trên Google là 4.5 ngôi sao nha cả nhà. Thì ở đây là nước uống Golden Deli nổi tiếng á cả nhà, nổi tiếng lâu rồi á. Hồi trước có một tiệm mà sau này có hai tiệm rồi ba tiệm. Ở đây là nước uống có chè ba màu rồi cà phê rồi đủ thứ đó cả nhà ơi, thấy không đó. Thì rất là sang trọng. Ở trong này á, nó có hai ở ngoài sau với đằng trước đó, ở ngoài sau với đằng trước nè cả nhà.
Hai cả nhà ơi, hủ tiếu cua với xé xíu mình ra nè cả nhà. Wow, rất là hấp dẫn nha cả nhà. Tô này là 15 đồng. Đó, có ớt với có cua với có xá xíu. Rất là hấp dẫn nha cả nhà ơi, đang nóng á. Cái này là hủ tiếu nha, bánh dai nha. Mời cả nhà. Ở đây là cũng có sa tế. Rồi mình order một cái đá lạnh. Đó. Mời cả nhà nha. Hello cả nhà, chào cả nhà. Cả nhà ơi, mình mới lại cái quán Cuden Deli. Ở đây là hủ tiếu cá xíu với cua nè cả nhà, rất là hấp dẫn nè cả nhà. Đó, thấy ngon ha, cua nè. Tiếng Long Văn á. Lâu quá mình chưa ăn cái hủ tiếu ở đây nè cả nhà. Thì bữa nay ghé lại ăn hủ tiếu thử coi ngon không? Làm xong cái review cho cả nhà xem ha. Nhà ăn chung với mình nha. Cái này là tô này nhỏ nhỏ. Giờ mình thử cái canh nha cả nhà. Mình thử cái súp coi nó ngon không nha. Bánh dai nè cả nhà, hủ tiếu dai nè. Đó. Đúng Việt Nam thấy không? Đang nóng nè cả nhà. Thử ghê cái súp nha cả nhà. Cũng ngon cả nhà. Mình cũng ngon. Mời cả nhà. Thiếu năm văn với cua với cá xíu cả nhà ơi. Thơm ngon. Mời cả nhà nha. Giờ mình ăn cái hủ tiếu này coi có dai không. Ở đây là nó gọi hủ tiếu dai đó cả nhà. Hấp dẫn nha. Ngon. Cũng được. Cũng ngon. Mời cả nhà nha. Miếng chanh vô. Những cái dài nè cả nhà. Mời cả nhà nha. Chán xá xíu này nó cắt ra rất là mỏng. Thì mình ăn thử nha cả nhà. Chấm tương ớt. Chấm tương ớt cả nhà ơi. Mời cả nhà. Đó xíu là cái thịt nó cắt dai tươi. Hủ tiếu Long Văn đó cả nhà. Hủ tiếu Long Văn á là dai. Một tô này hai món á, là 15 đô. Đó. Ngon. Cũng ngon cả nhà. Cái súp là rất là nóng.
đây cũng có đầy đủ hết á, có giá nè, có salad nè, cái tô này tô nhỏ, thịt đó cũng ok, không có ít, cũng ok. Người ta sắp ta cắt mỏng đó cả nhà, cắm mè tương ớt. Chắc là cỡ mấy năm rồi mình cỡ một năm mình chưa ăn hủ tiếu đó cả nhà. Mình đang cảm đi ăn một tô hủ tiếu á cho nó đỡ cảm, nó đỡ bệnh, đang bệnh cái nhà ơi, cảm á. Ngon, lâu quá là không ăn hủ tiếu. Mà cái súp này á, nó không có ngọt, nó không có cái mùi hủ tiếu, có mùi hủ tiếu Nam Văn, chỉ mùi tanh tanh là cua đó. Tốt nhất là nó còn nóng, cái thịt nó còn nó cũng ngon. Ăn câu này là nếu mà hết cảm là mình cũng mừng cả nhà. Ở đây có một miếng cua nè cả nhà, cua nè, một miếng cua nè cả nhà, cua nè, cua thiệt nha. Lấy cua chấm tương ớt cũng ngon cả nhà, thấy không? Chấm tương ớt nè. Ngon. Cua cái thịt nó chắc, nó cũng còn tươi. Trong cái tô này có hành ngò nữa, hành ngò, thịt là cũng ok, không có ít quá. Tiệm này quá đông. Khách nghĩa ở đây nhiều cái nhà. Cái nhà hiểu không? Cũng như mình ăn hồi xưa, mình ăn mấy chục năm ở bên kia rồi, ở Đeo Mo á. Cái chỗ mà Đeo Mo với đường Mây á cái nhà, cái đó là quán cũ. Cái đó là tiệm mấy chục năm rồi, 40 năm rồi á. Rồi sau này cái tiệm khách tiệm đây, ở là thứ này. Rồi sau này cái tiệm thứ ba là ở trên... thứ này cũng gần ở đây luôn á, là ba tiệm.
Quá cảnh. Cây cây cá xíu tắm từ ngõ. Cái review luôn nha. Như mình cho cái hủ tiếu ở đây á, là 1-5 á, là 5 sao á, đánh cái tô này, hủ tiếu này á, hủ tiếu cua với cá xíu, và mình đánh số 2.5, không có 5 sao. 5 sao là phải rất là ngon với 5 sao. Cái này là 2.5. Ăn cho biết thôi, cái này ăn cho biết thôi. Không có mùi hủ tiếu. Hồi xưa mình ăn ở bên ở đường Mây á, ở Đeo Mô với đường Mây á, hủ tiếu á, lúc đó cái thời gian đó cũng mấy chục năm rồi cũng ngon, còn 20 năm rồi cái nhà cũng ngon ở bên đó. Chắc cái mỗi tiệm khách với mấy người thợ đó ta nấu khác, mỗi người nấu khác, một chủ phải không? Mày phải chấm tương ớt cái nhà ơi, xong không chấm tương ớt nó không có mùi, không có ngon. Phải chấm tương ớt nó mới hấp dẫn. Rất là khó nóng.
dưới quận Cam á, dưới Golden Grove á, mới có một tiệm. Hồi tiếng mình làm video rồi á, có tiệm, có một tiệm mà ngon nhất là 4.7, 4.8 á, cả nhà coi sao á. Tay ở đây ha, thì bữa nay là thứ sáu ở dưới Nam Cali ở bên Mỹ, thì cái thành phố đây là Tunis, cái quán này nó kêu bằng Golden Deli, nhà hàng ở Tunis dưới ở đường Tunis luôn, là thành phố cũng là Tunis luôn. Cảm ơn cả nhà coi cái video của Andy nha, thì cả nhà nhớ ủng hộ mình nha, đăng ký cái chữ subscribe với cả nhà, bấm cái chữ subscribe rồi xong chia sẻ cái video mình cho gia đình với bạn bè của nhà xem nha, gia đình với bạn bè của nhà xem nha, mình chia sẻ cho cái video của Andy cho gia đình của nhà xem nha, cả nhà nhớ nha, ủng hộ nha, ủng hộ mình bấm cái chữ dài á, nó kêu bằng subscribe, share cái video mình cho gia đình với bạn bè của nhà xem nha, bên Mỹ nha, Việt Nam ủng hộ Andy nha, ở Việt Nam với bên Canada với bên bên Đức bên Ý ủng hộ Andy nha, nhớ nha, thì nếu mà cả nhà không bấm cái chữ subscribe á là Andy không có điểm, thì cảm ơn cả nhà xem cái video mình, ở Việt Nam ủng hộ Andy nha, bên Mỹ ủng hộ Andy nha, nếu mà Andy có nói sai cái gì á thì cả nhà bỏ qua nha, cả nhà thông cảm nha, mình thương Andy đừng có ghét Andy nha. Cảm ơn cả nhà ha, xem cái video nha, nhớ bấm cái chữ subscribe rồi share cái video mình cho gia đình của nhà xem với bạn bè của nhà xem, cảm ơn cả nhà, hẹn video tiếp theo nha, bữa nay là cũng còn Black Friday bên Mỹ á cả nhà, thì mình đang cảm hôm qua thì mình đi làm á, rồi người ta cho mình cái cảm á, nó lây mình á, thì bữa nay hôm qua với bữa nay mình cảm chút xíu, nằm ở nhà nguyên một ngày không được đi làm gì ở nhà, không được bán xe gì đó, lẽ bữa nay đi làm là 8:30 sáng tới 5:30 buổi chiều á, buổi tối á, mà bữa nay mình gọi vô mình nghỉ một ngày thì chắc ngày mai khỏe là mình đi làm lại, thì cả nhà làm mình vui vẻ nha, thì nhớ ủng hộ mình nha cả nhà, bấm cái chữ subscribe nha, share cái video mình cho gia đình của nhà xem, ở với bạn bè của nhà xem ở Việt Nam, ở bên Mỹ nha, ủng hộ nha, thì hẹn video buổi khác tiếp theo nha, chào chúc cả nhà hạnh phúc vui vẻ với sống gia nha, với hạnh phúc nha, ok chào tạm biệt, bye bye cả nhà, bye bye, cheers cả nhà, cheers. Bây giờ mình phải đi chợ cái nhà đây, phải đi chợ mua đồ hải sản á, để tối nay mình làm lẩu cho con mình ăn ha, cảm ơn cả nhà nha, video tiếp theo nha cả nhà, bye bye, love you, bye bye cả nhà. Đó cả nhà ơi, ăn cũng hết rồi nè, thấy không? Đó, ăn hết queo luôn. Đó, ở đây là công viên. Mấy người trẻ làm không à. Đó, nhà bếp nè, công viên nè. Ở đây là ở ngoài đó cũng có người chờ đó, xếp hàng đó cả nhà. Ở đây là rất là đông. Chào tạm biệt cả nhà, chào tạm biệt. Và cả nhà ha, nhớ nha, ủng hộ mình nha, bấm cái chữ subscribe rồi share cái video mình cho gia đình của nhà xem nha. Bye bye. Bye bye cả nhà. Hẹn video tiếp theo, bye bye.